Chào thầy, hôm nay em xin trình bày với thầy bài sử dụng led để đoạn quét chạy chữ hello xuất hiện dần nhấp nháy 3 lần trong đó đếm số từ 0 đến 99. Đầu tiên là nó khá thú vị nha thầy. Rồi đây là mã sử dụng để đoạn mã chữ hello. Đây là mã để đoạn. Đây là mình con để hiện chữ hello. Đây là mình còn cho đếm từ 0 đến 99. Mình thấy rất là đẹp. Đây là 99 nha. Mình dùng bọc xe bọc đê, mình sẽ xích chích đê xích xe. Sau đó mình cho vòng for chạy để hiển thị chữ hello. Chạy hiển thị từ từ chữ hello ra. Sau đó là nhấp nháy 3 lần. Sau đó là mình sẽ khai ấn mình con đếm với 99. Đây là bài để lấy bài là đối một không đến 99. Anh thấy là bài của em.